Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của kênh YouTube mình nha. Hiện tại thì mình đang ngồi dưới sông Vành Đai, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn cùng xem là những cái chiếc xà lan mà nó mắc cạn. Và hiện tại thì đang có một cái chiếc xà lan nó đang tấp vô trong bờ để mà bơm cát lên ha, nhưng mà đang bị mắc cạn vô không được. Thì bây giờ sẽ mời mình mời các bạn cùng xem video với mình nha. Tình cờ là mình thấy một cái chiếc xà lan chở cát ha, đang chuẩn bị bơm cát lên bờ. Vì cái sông hiện tại là nước rất là cạn rồi, cho nên là hiện tại chiếc xà lan này á không thể nào mà cập sát vào bờ để mà bơm cát lên ha. Đó, như mọi người thấy thì cái phần lái của chiếc xà lan này là nó ra hút cái phần giữa sông luôn nè. Đây là anh máy cắt, anh chạy phải xiết xiết ngang gì ở dùng cho ở phía trên có thể là đổ xuống một chiếc xà lan nữa ha. Ôi, nước nó phúng kìa, trời ơi, ống đầy ghét luôn. Thì chiếc này cũng tầm 700-800 tấn ha các bạn. Đó, bây giờ là bị mắc cạn rồi, sông này rất là cạn. Bây giờ đang điều động cái chiếc bơm cát á ra tới xà lan để mà bơm trực tiếp luôn. Bơm thì bơm cũng được rồi, nhưng mà cái lái xà lan nó còn khá là xa ở ngoài nửa sông luôn, cho nên là phải tìm cách hoặc là chờ nước lớn để mà dỡ cái lái vô ha, chứ để như vậy là không được ha các bạn. Như vậy mời các bạn cùng xem một cái chiếc ghe tam bản ha, tam bản bằng sắt qua nè, thì các bạn thấy là chạy sát mép bên kia luôn. Đó là sai làn đường ha. Và anh này thì anh đang đạp cái mức ga trung bình để mà cái lái nó thêm được miếng nào thì hai miếng đó nè. Ông anh này chắc mình nghĩ là quay lại để mà phát trực tiếp cho chủ ghe hay gì nè, nói là bây giờ là quá trời cạn hay gì đó. Làm cách nào để vô ha. Bên đây thì có mấy ông anh đi trên cái ống nhựa bình minh trợn, đang di dời cái ống vô để mà chuẩn bị bơm cát. Vì cái chỗ này đó các bạn, chỗ những cái cây này ha, lúc trước là một cái gò đất mà bây giờ nó bị xói mòn nó lở á, còn lú lên một ít. Đây là cái bụi tre bụi trúc á, nó bị chết xong nó lú lên ha, chứ không phải là người ta cầm chà. Đây là đất, cái gò đất là nó liền mới tới bên cái cục bạc hà này nè. Chạy không khéo là có thể là bị mắc cạn mấy bên kia luôn ha. Cái ghe đó cũng rất là nhỏ thôi, nếu nó to thì cũng khá là dễ mắc cạn nha mọi người. Và bây giờ thì chỉ còn một cách là bơm cát trực tiếp lên để cho xà lan nó nổi lên và nhẹ lại rồi là mới có thể đưa lái vô ha, chứ còn mà để như vậy thì vô phương ha các bạn. Quá trời luôn, mà nước mùa này là phải nói là nó rất là cạn luôn. Anh này anh đang giục cái ống bỏ vô nè. Và cái phía ngược lại ha, thì đang có một cái chiếc chẹt đang chở một chiếc xe cuốc. Xe này chắc tầm 05 hết các bạn, 05 hoặc 06 thôi. Đang chạy lại.
Mấy anh này thì anh chạy khá là yếu rồi, nghe cái tiếng lớn một khối sương sương nhưng mà thấy cũng khá là chậm thôi. Đang chuẩn bị tiến tới chiếc xà lan ha. Cái con sông này là con sông Vành Đai, nó chạy dài từ khu vực Ba Hòn đến cho tới chỗ ra đường sông Gạch Sỏi nha các bạn. Và như các bạn thấy bên hình ảnh ha, là những cái đấm bằng người ta dân người ta trồng để đường lỡ bến đó. Vì từ cái lúc mà đào cái con kênh này cho đến hiện nay là lỡ hơn 20 mấy mét đất, là tính từ cái mí con sông cũ cho tới hiện tại ha. Đây là chiếc xe cuốc này chuẩn bị đối diện với chiếc xà lan nửa sông nè, rồi anh đi bò bò biết chừng nào tới nơi chàng. Mình nhìn cái nước đạp này là mình đoán được đây là cái máy nhỏ thôi ha. Cái máy nhỏ hộp số tua vừa vừa và dung dịch cũng rất là nhỏ. Cái lượng nước thì đạp như thế này đây nhưng mà không đi là chứng tỏ là dung dịch khá là nhỏ ha. Rồi đang chuẩn bị đối diện với chiếc xà lan nha mọi người ơi. Rồi anh đi cà ghề kìa trời. Trời ơi đối diện thêm một chiếc ghe cây nữa má ơi. Ờ, cái này là tía má nhìn không ra luôn rồi nè. Đây 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 các bạn nhìn thấy nè. Ồ mắc cạn luôn rồi. Cái gì mà ghê vậy? Anh đó anh bường như đó là bị mắc cạn luôn các bạn. Ồ ồ đối diện lần ba chiếc luôn kìa. Con sông hẹp luôn. Dữ dằn thiệt. Trời cái này lớn quá là chiếc kia tam bản trong mắc cạn ha, tại vì nước bên trong rất là cạn luôn. À giời, gì mà anh cũng xử lý được, phải nói là anh tài công này rất đỉnh. Rất đỉnh nha anh. Ôi ôi. Đó, và nhà bây giờ thì đã sử dụng nước bơm vô để mà bơm cát ra nha mọi người. Chỉ còn cách này, duy nhất cách này thôi, chứ không còn cách mà nào mà để sử dụng mà cảo lên ha. Trời ơi, anh cầm ống nước mà anh té rồi kìa. Ôi nó tràn ra coi kìa. Đây cát này nó tràn ra nữa nè mọi người. Dư nước á. Rồi bỏ ống luôn. Dư nước quá. Đang phá quan lại ha. Chỉ cái còn cách này là mới có thể thôi, chứ còn mà vô phương rồi ô chiếc ghe mà nó chở mình tới lúc cái này luôn mà đâu có dạng dừa. Xong thì xong cạn nữa, mình nghĩ là chiếc này lấy gần đây thôi. Cho nên là anh tài công mấy chứ có thể là chở nhiều ha. Còn đi đường xa thì những cái người tài công không có dám chở hết các bạn, tại vì nó gần đây nè, giống như là kế bên mình thì có cái chỗ vật liệu xây dựng á, cho nên là mới chở cẩm, tại vì lé đé luôn coi nè. Bây giờ là đã hút mạnh rồi ha, rồi pha ống nước luôn. Thì mình cũng xin mời các bạn và quý vị ha, cùng chờ xem là một tí nữa khi mà chiếc xà lan này nó lấy xuống một phần á, khi mà cái lái xà lan nổi lên thì anh tài công này anh có thể là đạp cái lái vô không hay là để nguyên vậy để bơm hết ha, thì mời quý vị và mọi người cùng xem. Bây giờ thì cũng mời các bạn xem với mình là cái video anh em hút cát ra thôi.
lý do kỹ thuật cái gì các bạn ơi, mình nghĩ là nước chưa đủ đi hút ha. Sao tự nhiên bỏ ra hết rồi nè. Anh này anh lội dài dài vô cái đường ống hình như là nó bị xì các bạn. Tại vì cái lúc mà mình gáp vô là nó nổi là một đường thẳng ha, khi mà nó có cát thì nó sẽ chìm xuống, cho nên là cái ống nó không có dùng lại, nó sẽ dục ra cái mối nối ha. Bây giờ anh đang lội dài dài anh mò vô đó, còn anh này thì anh đang vác cái ống theo nè, là để nối ống thêm ha. Vậy là tính còn hơi sai sót rồi, khi nối ống là ở thẳng mà khi nó dùng nước sâu xuống thì dục ra liền. Nước hơi sâu nè, cầm cây cưa nữa nè. Trời ơi, mang theo chai rượu nữa kìa. Má ơi, tới tay luôn này, cầm theo cái cưa là cưa của hú dừa, sau đó là cầm chai rượu đẩy luôn nè. Hiện tại thì ở phía đối diện đang có một cái chiếc ghe tam bản nho nhỏ và một chiếc xà lan khá là khủng ha, đang tiến lại nè. Hy vọng là hai chiếc này sẽ qua được cái khe hở của chiếc xà lan hiện tại đang mắc cạn nha mọi người. Không biết là anh xà lan kia đang chuẩn bị qua mặt hay là anh này vừa qua mặt nữa, tại vì mình vừa quay cái mặt lại anh thấy, cho nên là hiện tại thấy như vậy. Ô, xong như vậy mà chiếc xà lan chuẩn bị qua mặt nè. Chỗ đó là ngay nhà mình luôn nha các bạn. Ôi anh xà lan anh chạy nó qua mặt kìa. Đó, anh ghe tam bản anh bê cái là bê cái mũi ra liền. Vì cái chiếc xà lan này là sợ chiếc ghe cây này chạy chậm quá để mà chen qua cái kẽ hở của cái chiếc xà lan đang mắc cạn quay ngang nè, ảnh lên ga liền, qua mặt liền. Ôi sống kìa. Bành cái xuồng mình luôn rồi chàng ơi. Trời ơi, ơi má ơi. Còn cái gì là cái xuồng của em nữa nè, cái xuồng này lên bờ luôn nè. 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 Trời ơi, ơi ơi, cái vỏ của tôi không còn cái gì là cái vỏ luôn. Quá trời, anh xà lan ơi, anh chạy vừa vừa anh ơi. Ý là ghe ảnh nổi đó nha mực các bạn. Ghe này, chiếc xà lan này mà cũng rất là nhỏ, 200-300 tấn gì à. Trời ơi, mày ghe mà khẩm ảnh mà chạy ngang một cái chắc cái vỏ mình lên nề luôn á, khỏi cần dùng sức nha các bạn. Anh đây cây ảnh ngán rồi nè. Ôi ôi, sóng của anh tạo ra kìa, khiếp vía chưa. Anh chạy sát bờ luôn, dữ thiệt. Đó, giống như là vừa nãy mình vừa nói cái vụ mà lỡ bờ lỡ bến đó các bạn, mà lỡ vô 20 mấy mét đất mà dân phải trồng những cái cây bần như thế này ha, là lý do những chiếc xà lan ưa qua mặt như thế này đây. Bây giờ thì ảnh đang chuẩn bị tới cái chỗ chiếc xà lan đang mắc cạn nè. Hai chiếc nào cũng đòi qua trước ha, mà anh xà lan anh nổi thì anh mạnh hơn, xà lan dầu ha. Ở từ xa thì mình tưởng là xà lan chở vật liệu cát đá, ai về đâu là tàu dầu nha các bạn. Ôm sát luôn nè các bạn thấy không? Trời ơi. Ở này thì đang chở chiếc ghe tam bản cây này thì chở tiếp lô ha. Ủa cái lái này nó bê nè.
Chiếc xà lan dầu này thì được trang bị những cái ống bô này các bạn. Nè, phải đưa vô đây nè để triệt âm thanh nè, không có ồn á. Chúng chơi quay ngang cái cabin luôn, nguyên một cục đen xì như cục mực. Video này thì mình xin kết thúc tại đây nha. Khi nào mà anh em bơm cát bơm xong một phần nào đó, nếu mà chiếc xà lan này có vọng vô nữa thì mình sẽ tiếp tục trả lời phần 2, mời các bạn cùng xem và đón tiếp phần 2 nha. Chào tạm biệt các bạn, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để có động lực đi đây đi đó mà để quay những cái video nó thật thú vị và hay ý nghĩa cho các bạn cùng xem giải trí nha. Chào tạm biệt các bạn.